Mình vừa mới đi chụp hình 4 ngày ở Scotland về. Và sau 4 ngày tầm tã dưới trời mưa để chụp hình thì bây giờ là ồn. Bây giờ là sáng sớm và đang ăn sáng để chuẩn bị đi casting. Và tối nay mình có một show diễn cho Fashion Week. Thực sự là rất là mệt, đang sốt cao nữa. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mình được diễn cho Fashion Week nên cảm thấy rất là hào hứng. Trước đó thì mình cũng đã xin agency của mình là cho mình diễn được tham gia casting Fashion Week nữa, nhưng mà agency từ chối bởi vì là chiều cao của mình rất là hạn chế. Nhưng mà mình đã năn nỉ thử và cuối cùng đã nhận được kết quả. Đây là bữa ăn sáng của mình. Do là mình đi lâu ngày không chịu mua gì trong tủ lạnh nên chỉ còn cháo gói thôi. Ăn tạm cháo gói để uống thuốc, cộng với một cốc vitamin C. Hy vọng là sẽ hạ sốt để có sức khỏe chinh chiến cho một ngày cực kỳ bận bịu trong khuôn khổ của Fashion Week. Và bây giờ mọi người hãy cùng theo chân mình để biết được cuộc sống của một người mẫu hoạt động ở thị trường nước ngoài như thế nào nhé. Như cái giọng mình ốm thì hay hơn thì phải. Kết thúc một ngày làm việc thật là dài và bây giờ về nhà tẩy trang đi ngủ để ngày mai tiếp tục chuyến tiếp thôi. Good night.